Hi, xin chào các bạn đã quay lại với channel game của mình là Sơn Lê đây các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp trò chơi Paper dolls 2 nha. Trò chơi hình nhân giấy kinh dị các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tiếp tục khám phá dinh thự bỏ quan của lão già. Rồi các bạn đi với mình nha, hộ tống mình để đỡ sợ ma các bạn ơi. Nhà này nhiều ma lắm. Rồi các bạn vui lòng ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký cho mình một like và để lại bình luận nha. Ôi sợ quá. Trước tiên mình coi bản đồ các bạn ơi. Hôm nay thì kế hoạch của mình có cái chìa khóa tủ nè. Thì cái chìa khóa tủ này lần trước là trong nhà thờ tổ. Để mình coi nhà thờ tổ ở đâu nha. Đây, Ancestral Hall, nhà thờ tổ đó. À, như vậy là mình phải đi ra quẹo phải. Quẹo phải là vô cái cửa chính của Master parlor. Đó, mình vô nhà thờ tổ mình mở tủ mình coi có cái gì trong đó nha. Thì thôi. Ôi, anybody home? Có ai nhà không? Ê, có khách tới nè. Anybody home? Đừng hù tôi nha trời. Ê. Ê, cái gì đây? Mảnh giấy gì đây? Mùi hương của hoa có thể là magnificent, it's clear, có thể tinh khiết như là nước trong, hình thành toàn bộ thân thể, granting strength and power, cho sức mạnh. Gì đây? Cái thợ nốt của ai vậy? Ủa? Nhà thờ tổ này mình đi thẳng luôn. Mình đi thẳng luôn rồi cuối cùng mình quẹo trái các bạn ơi. Có ai nhà không? Có tiếng nhà đàng hoàng nha. Đừng xuất hiện thình lình nha. Cái gì đây? Forgotten element. Cái gì đi? À, gì mà màu huyền mà màu bạch hổ. Rồi cái gì cái này là cái giấy đó là chỉ cái bình đựng máu. Đây đây nhà thờ tổ đây. Đây có tờ giấy gì nè. Cái gì đây lũng tâm. À cái này là cái giấy coi bói ngũ hành của lũng tam nè, bính ngọ đinh tinh quay. Mày tinh quay là gì không biết, rỉnh sinh là nhâm thân. Để coi kỹ nữa coi. Gì đó gì đây ta. Thôi từ từ nghiên cứu đi. Chữ nó biết thạo quá. Ê đúng rồi mình vô đây mở cái tủ mà. Đấy đây tủ nè. Tủ đây. Chìa khóa tủ. Fuck. Trời ơi. Mẹ rồi. Hồn ma nói chuyện. Ai chạy. Kiểm tra coi ai vậy. Cái này là gì đây? À cái này là mình nửa miếng bắt quái. Ở trên đây nó có cung gì nè. Cung gì ta? Cung cấn nè. Cung khảm nè. Cung cấn, cung khảm, cung tốn. Cung gì chữ là chữ gì mình đọc không được. Mình biết có 3 cung đó là cung tốn, cung đòi, tốn, khảm, đòi, càng, cấn. À cung chấn đúng rồi. Ở đây có 4 cung, cung tốn, cung chấn, cung cấn, cung khảm nha. Để coi bên ngoài có con ma nào chờ mình không. Sợ quá các bạn ơi. Ra ngoài đi. Ở đây có gì lấy được không? Mà ngoài mắt dịch đừng xuất hiện nha. Cái này cái gì đây? Where Jim. Ở đây nghi hy vọng là bàn thờ tổ đừng ai nhắc ma mình nha. Bây giờ đã lấy được rồi nha. Lấy được rồi thì mình lại quay về. À đúng rồi. Lấy được thì mình phải lắp ráp. Đây rồi mình đã có được cái la bàn hoàn chỉnh nha. Mình đã có được ngũ hành bên trong nè. Ở ngoài có được 3 bát quái bên ngoài rồi. Bây giờ mình suy nghĩ là mình phải quay về phòng Phật thôi các bạn ơi. để vô đây coi có gì đây không. Cái phòng lúc trước mình vô rồi nè, không có gì cả. Bây giờ quay ra thôi. Chỉ là bây giờ phải đối mặt với hai con ma, một con ma đen với một con ma binh sĩ thôi. Chỉ còn hai con ma đó thôi. Ủa cái phòng này như chưa thấp. Mà cái phòng này có đàn cây nè. Ôi chạy về đi. Chạy về phòng vật đi. Không thôi con ma nó chém là mất đồ nữa. Phật ơi, cứu con. Đây. Thắp nhang cho Phật cái đây. Buddha please save me. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ giờ mình phải sang phòng của phu nhân nè. Muốn sang phòng phu nhân thì mình phải băng qua cửa này, quẹo trái các bạn ơi. Đây. Đây, chạy. Ôi da. Gần phòng phu nhân cũng có một cái bàn thờ Phật các bạn ơi. Mình chạy tới gần đó là mình cũng đã sợ. Đây. Thôi. Trước tiên là mình vô đây mình ấy, ai vậy? Tiếng ma nói chuyện. Lưu đây cái đi. Mình tới gần chỗ nào mình cần làm cái nhiệm vụ đó mình lưu cái. Mình tới cái phòng đốt nhang mình lưu cái để mình sợ mất các bạn. Ra cái con ma nó chém cái chết mẹ luôn. Ai da. Rồi giờ mình phải qua phòng phu nhân coi. Mình dùng cái la bàn hoàn chỉnh để mình qua phòng phu nhân. Đứng yên rồi có tiếng chân của đứa nào không? Đây có cái tủ bí mật. Đứng gần cái tủ này cái tiếng nhạc ghê quá. Cái tủ này mình thấy nè, ở trên cái tủ nó có ghi là hai thanh ngắn phía trên, ngắn dài. Rồi ấy mình phải dùng máu mình rửa lên. Hai thanh ngắn dài. À đó là cung gì, cung đòi nha. Đấy, kim đòi nha. Rồi mở được rồi. Ôi má ơi, đây không phải cái tủ mà đây lấy cái đường hầm bí mật dẫn vô một cái đền thờ. Má ơi. À coi. Cắt máu nhỏ xuống hồ. Ôi giời ơi, cái chỗ này sợ quá. Cái gì một hồ máu không vậy? Để mình tới cái bàn thờ mình coi có gì không. Cái gì đây? Nhỏ máu vào trong bàn thờ, đổ vào trong bồn máu để kích hoạt 5 cái chùa. 5 chùa ngũ hành. Sau khi đó bạn có thể đưa một cái vật của một cái danh tính một người nào đó đúng vị trí thờ, đúng vị trí chùa thì sẽ lấy được cái chi bị mất của họ. Mình đã hiểu rồi. Đừng nó ma xuất hiện nha, mình đang bị thương nha. Không đúng rồi. Không đúng luôn rồi. Không đúng. Ờ đúng rồi. Cái này là của ai ta? Cái cánh tay này bị mất là của ê, của nhỏ nghệ sĩ Cải Lương. Mình còn cái này nữa mình đưa vô coi đúng không? Trời ơi. Còn cái này là của ai? À, cái đó là cái hồi ức của phu nhân. Phu nhân nói là có nghe tiếng một đứa trẻ, mình nghĩ là con mình, nhưng mà thực tế là con của bà đã bị hư thai rồi các bạn. Nhưng bà này bà hồi xó bà bị ảo giác. Ủa còn cái bịch màu đỏ là của ai ta? Sao bỏ vô không được ta? Cái gì đây? Tôi không thể suy nghĩ, tôi không thể nghĩ ra và không biết tôi đang ở đâu. Ông Trao đã đi đâu rồi? Tại sao có rất nhiều chùa ở đây vậy? Tất cả đều bị vấy máu. Tôi cần phải thoát khỏi nơi này. Sao cái bịch màu đỏ đó là mình không bỏ chỗ nào nó tương thích chăng ta? Không được nè. Thôi vậy mình phải quay lại chỗ cũ các bạn ơi. Quay về chùa đi. Quay về cái chỗ phòng thắp hương đi. Mẹ cái bọn ma mặt lờ nó ra đó, nó giết chết nè. Mình đang bị thương nó quýnh một cái chắc chết quá. Mình chạy ra đây nhớ quẹo trái nha. Chạy thôi, chạy thôi. Mình đang rất là yếu. Chạy thôi, vô đây cứu thương. Ui da. Cứu thương đây, rồi. Rồi, lưu game cái đi các bạn ơi. Rồi, lưu cái đi. Bây giờ là cái cây chi này, cái cánh tay bị đứt này là của con nhỏ Đào Hát Cải Lương nè. Bây giờ mình phải đem cánh tay này mình ráp trên người của nó. Mình nhớ cái vị trí, mình coi bản đồ coi nó đứng ở đâu nha. Hình như con Đào Hát Cải Lương này là nó đứng phía sau, nó đứng lầu 3 hay sao á. À nhớ rồi, con Đào Hát Cải Lương này nó đứng ở lầu 3 các bạn. Mình phải lên lầu 3 nha. Đây, mình phải lên lầu 3. Giờ dùng mấy cái chi bị mất của những cái quan hồn đó trả lại cho nó. Trời ơi, trời ơi, quẹo trái, quẹo trái. Ủa quẹo trái chưa được nè. Đây, cái phòng này là cái phòng đi ngang cái cánh gà sân khấu, nó có con dây thừng nè. Rồi nó sẽ dẫn mình đi. Ồ, ở đây nó có cái lỗ nè. Đây đây đây. Nó có cái hình nộm nè. Con Đào Hát Cải Lương nó đang đứng đây nè. Nó bị mất cái chi nè. Đây. Bây giờ một bên nó hỏi mình là độ cho nó hay là diệt nó. Mình bấm độ cho nó các bạn. X Y B Y. Mình đổ xong rồi các bạn ơi, nó cho mình một cái viên ngọc gì nè. À, một cái giống như là cái này là cái lên dây cót. Ơi. Chạy thôi, chạy thôi, con ma hiện ra. Ô ma, con ma nhà binh. Fuck you. God damn it. Phật ơi cứu con với, Phật ơi. Phật ơi cứu con với, cứu con với. Ê, chạy xuống, chạy xuống dưới. Chạy xuống, chạy chạy chạy. Chạy ơi, trời ơi trời. Ê, con ma nó đang đuổi theo. Con ma mặt già. Còn ê, nó đuổi theo, nó đuổi theo. Vô phòng, vô phòng, vô phòng. Phật ơi cứu con. Ôi giời ơi. Oh. Lưu cái đi. À, mới độ xong một cái hồn ma. là bị con hồn ma nhà binh sĩ nó được các bạn. Bây giờ là mình có được cái lên dây cót nè. Cái lên dây cót này là lúc trước là trong phòng, nó nói là trong phòng Master Study đó, là nó có Master parlor đó, là nó có một cái chỗ, nó có một cái lồng chim mà nó nó thiếu cái chìa khóa lên dây cót. Bây giờ mình phải tới đó. Tới đó để mình lên dây cót nha. Trời ơi, giờ chạy ra nó sợ thấy mẹ luôn. Chạy ra quẹo trái. Quẹo trái đây nè. Qua đâu? Ở đây là mình quẹo trái luôn các bạn, mình vô cửa này luôn. Thì mình sẽ qua được cái phòng của, coi như phòng của lão gia đó. Master parlor. Má ơi. Ủa, mấy cái thùng ở trước gì đây? Thôi mình sợ con ma lắm. Mình sợ cái phòng đó, là cái chỗ đó là chỗ con ma nó ở. Mình cạy nó lên cái nó quýnh mình cái mình. Đây nè. Mình chạy tới chút xíu để coi. Phía trước là phòng Phật các bạn ơi, đỡ sợ rồi. Ở đây nó có cái chỗ cái hộp nhạc mà nó thiếu cái dây cót. Đây đây chỗ này. Đấy. Lên dây cót. Đấy, hộp nhạc nó phát nhạc rồi đó. Con chim nó nhả cho mình một cái túi thơm. Ê, ai vậy? Ê, con ma mặt đen. À, fuck you. Ngon, qua đây. Qua đây mày. À, tao cà khỉa mày chút xíu nè. Chạy rồi, chạy luôn. Chạy ra khỏi phòng luôn. Sợ quá, Con ma mặt lờ nó được theo mình. Quái ma mặt nợ, ma mặt đen. Một tiếng này, bye bye. Lưu về cái này. Bữa nay là chưa bị chết. Ghê quá các bạn ơi. Kinh quá. Giờ có cái gì rồi? Mình có cái túi đen đen này rồi ha. Túi đen là túi của ai ta? Mình có thể cái túi này là túi của thằng Lũng Tan. Cái thằng nó bị mất cái thân người không ta? Vậy là mình băng qua bên kia. Mình băng qua bên kia để mình quay lại phòng phu nhân. Bây giờ mình sẽ quẹo ra ngoài, quẹo phải băng qua tắt qua đường sân khấu nè. Phải không? Đúng rồi. Qua đường sân khấu nè. Ừ, chạy luôn, sợ đây, sợ có ma lắm. Cái chỗ này sực hay có ma lắm nè. Ơi, đó thấy không? Cái thằng ma mặt lờ, ma già mặt lờ. Ê, mày lên đây mày, thôi chạy luôn đi. Cà khỉa nó chiếm công, lúc khác chơi với mày. Ô, chưa mở được cái này. Wow, mình chưa mở được cái chốt. Chết mẹ rồi. Má, mình chưa mở được cái chốt mà mình tưởng là mở rồi chứ. Chạy thôi, chạy. Chạy thôi. Phật ơi, cứu con, nó được con. Ôi, vô không được rồi. Trời ơi trời. À nè. Căng quá. Thôi giờ mình không đi đường đó các bạn ơi. Nhưng mà dù sao mình cũng muốn ra cái đường đó, mình mở cái chốt các bạn. Mình phải thông cái chốt này thôi. Để thôi sau này còn kẹt cái chốt mà mình mòn mệt nữa. Đây nè. Chạy qua thôi. Mình phải qua, mình thông cái chốt đó để mình đi giao thông hai bên cho tiện. Con ma nó biến rồi. Đây đây, cái chốt này nè. Đấy, thông chốt luôn. Đấy. Bây giờ thông chốt rồi. Thông chốt rồi mình vô đây. Mình vô đây mình sẽ lấy cái túi màu xám đó mình để lên. Ủa mày coi có ăn đây không? Anybody here? Ui da. Đổ máu xuống. Để kích hoạt 5 cái chùa ngũ hành nó nổi lên. Nổi lên rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái túi màu xám này. À đúng rồi, nó kích hoạt được rồi. Ê, ai vậy? Tiếng trẻ con. Con ơi, có phải là con không? Nếu con ở đây thì con lên tiếng đi, gọi mẹ đi. Vậy là cái bà buôn nhân này bà bị ảo giác hay là bà bị cái hồn ma đứa con thảy thai đó nó kêu các bạn. Nói như vậy bị thương này. Đấy, mình lưu lại đây cái này. Theo mình biết được đó là cái đám quản gia trong nhà này là nghi ngờ bà phu nhân là ngoại tình với ông họa sĩ, cho nên là có thai. Tại vì cái bà vú trần là bà nghi là ông lão gia là vô sinh, mà bây giờ lại có thai được thì bà nghi ngờ, cho nên bà cố tình bà pha cái thang thuốc canh an thần mà bà bỏ cái gì đó quá liều đó, như bà bỏ chu sa quá liều cho cái bà này phu nhân bà hư thai nè. Éo mẹ đó, người ở mà ác quá, rồi ở mà sầm xí quan tâm cái chuyện của gia chủ gì vậy. Đấy, đấy. Bà nói là bà phục vụ đây từ hồi lão gia còn là bé bỏng trên tay, chắc là thương lão gia như con đó, quan tâm xía vô cái chuyện gia đình của ta đó. Nói chung là gây ra cái thảm kịch này. Đấy. Các bạn ơi, thì hôm nay là mình sẽ tạm dừng cái game tại đây các bạn ơi. Thì mình đã lấy được một số vật dụng rồi. Bây giờ ở đây là cái thân thể của thằng Lũng Tan nè. Nói chung là kép hát cải lương. Thì lần sau mình sẽ đi tìm cái thằng đó để mình trả cái thân lại cho nó nha. Rồi, các bạn nhớ bấm đăng ký để theo dõi phần tiếp theo nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye.